Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn có cái chỗ con máy cắt xây dựng xong. Giờ này giới thiệu cho các bạn xem khu vực này cũng rất đẹp, mời các bạn theo dõi. Đây là cái công trình Wincom đã đầu tư ở thành phố Sóc Trăng, đã được nhiều năm nay, đã được hoàn thành vào dịp Noel của 2019. Năm nay thì Wincom sẽ đưa vào khai trương vào đúng ngày lễ của Giáng sinh Noel. Thành phố Sóc Trăng nơi đây thì trước những ngày mà chuẩn bị khai trương thì ở trong chỗ Wincom nơi đây, nó tọa lạc ở đường Trần Hưng Đạo các bạn. Tối nay thì mình đã thấy bà con ở thành phố Sóc Trăng tập trung về nơi đây để xem và chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp từ cây thông và những cái kiến trúc của ngôi nhà ở nơi đây. Hiện bây giờ là xung quanh ở điểm cây thông đón Noel thì bà con tập trung về đây hơi đông người. Đây bà con đến đây để chụp hình kỷ niệm và lưu niệm với những ông già Noel trước cái không khí mà lễ hội Giáng sinh đang tràn về khắp thành phố Sóc Trăng, rất vui. Khu vực này ngày xưa là chỗ này là cái tỉnh đội các bạn, được xây dựng khoảng 2 năm nay đã hoàn thành. Đây là cái con đường Trần Hưng Đạo. Đây là toàn cảnh của cái Wincom thành phố Sóc Trăng. Hiện bây giờ bà con ở trong những cái nhà này thì người ta đang chuẩn bị đồ để mà chuẩn bị khai trương cho ngày 24 tháng 12 năm 2019 và đón lễ Giáng sinh luôn các bạn. Hiện bây giờ mình đang đứng trước cái trung tâm của cái Wincom thành phố Sóc Trăng. Đây là cái đường Trần Hưng Đạo. Đây là toàn cảnh của cái Wincom đó các bạn. Ở bên này và bên khu bên kia vẫn liên tục luôn các bạn ơi. Đoạn thẳng đó là mình đi vào vùng bình của đường Phú Lợi. Đây là đường mình đang đứng tại đường Trần Hưng Đạo của thành phố Sóc Trăng. Khu Wincom này cắt theo cái kiểu kiến trúc rất đẹp các bạn và độc đáo này. Ở thành phố Sóc Trăng về đêm các bạn nhìn thấy rất lộng lẫy và trang hoàng. Cùng với dịp và không khí của lễ Giáng sinh đem về nơi đây một không khí rất đẹp và nhộn nhịp.
cái khu trước của cái Wincom đó các bạn. Đây là chỗ cây thông để mình đứng gần một chút xíu. Ở đây thì người ta đang chụp hình lưu niệm những ngày sắp đến đón lễ Noel. Nhiều trai nam và nữ đến đây để mà chụp hình lưu niệm. Khu này ngày xưa thì ở đây nó có các quán cà phê cũng rất nổi tiếng đó các bạn. Ngày xưa thì quán cà phê ở đây thì rất tối, các bạn đến đây rất đông luôn. Bây giờ người ta đã xây dựng lên cái Wincom này thì người ta đã thay đổi hết. Những ngôi nhà ở nơi đây vừa mua ở và mua bán thì có giá trên khoảng 10 tỷ các bạn. Giá này cũng rất là đắt. Ở đây là những khu cao cấp rồi. Các bạn thấy càng về đêm thì bà con tập trung về đây càng đông hơn nữa. Rất nhộn nhịp nơi đây. Đây là đứng Trần Hưng Đạo. Cái đường mà đi vào bên cái mặt bên này của Wincom là đường Lý Tự Trọng. Đây cái đường hướng bên này là mình đi vô cái đường Lý Tự Trọng đó các bạn. Ở cái Wincom này nó là hai mặt tiền. Các bạn thấy giờ này bà con đổ về đây càng đông. Giờ này có thể là khoảng 7 giờ rưỡi tối các bạn. Đây là con đường mà ở phía sau cái khu của Wincom. Ta đang chuẩn bị làm cho hoàn tất để cho đến kịp dịp cái lễ Giáng sinh đón Noel để vào khai trương luôn các bạn. Ở Wincom này nó có cái đường hầm nha các bạn. Đây là cái đường hầm. Các bạn nhìn thấy ở đây có cái đường hầm đi xuống của chỗ Wincom. Mình sẽ đi gần rồi cho các bạn xem thấy cái đường hầm xuống của Wincom. Cái này có cái đường hầm để xuống các bạn. Này các bạn thấy cái đường hầm xuống không? Đây, cái đường hầm rất rộng. Cái này là đường Lý Tự Trọng nha các bạn. Phố Sóc Trăng là cái mặt thứ hai của Wincom, tại vì ở đây nó nằm ngay mặt tiền của hai đường hết trơn. Ở đây là đường Lý Tự Trọng đi ra tới đầu đường chảy là đường Trần Hưng Đạo. Đây là cái đường Trần Hưng Đạo ngay cái thông các bạn. Đây là cái này cảnh ở trong cái Wincom. Ở trong cái tòa nhà của Wincom có hình trái tim trang trí rất lộng lẫy. Rồi sông nước miền Tây xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn các bạn ở lại video sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn hưởng một mùa lớn nhanh Noel thật vui vẻ và đầm ấm nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn sau. Chào thân mến.